Xin chân thưa các bạn, trong các bạn quay trở trên được mình là gọi là một ba với hôm nay đấy. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với trò chơi gọi là cờ tỷ phú. Trước khi bắt đầu xem, các bạn nhớ like, một share, một đăng ký nhá. Đấy, đây là cờ tỷ phú đấy các bạn. Đó, bây giờ cờ tỷ phú. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ gọi là chơi 4 người, trước 3 người thôi, lần này mình chơi 4 người quên ạ, đấy, 2 người thôi, nhầm. Đây, thì mình mới chọn nhân vật nam ca sĩ, và kỹ năng này rất là bá, và là kỹ năng trông tiền, đấy, trông tiền, đi qua phát, mình lướt qua đời nhau, để làm nhau đâu, đấy, thế là trước 1% tiền, 1% tiền thôi, như vậy là địch có 10.000 tiền, mình cho 1.000 tiền, mà nạ, đấy, từng véo hoạt được luôn nha, đấy, siêu lễ hội, xác suất 50% tăng phí ở được ở hội hội miễn thuế bạn ạ, đấy trốn thuế miễn thuế, đã chắc tại đẹp trai con nên miễn thuế bạn ạ. Rồi đây là phòng bạn ạ, đấy tập sự và ấy chuyên nghiệp, ok, nhưng mà mấy cái có nhiều cái phòng đắt vãi cứt luôn ạ. Đây phòng này có 3 người rồi, chờ có 4 người nữa là được, ok. Đấy bắt đầu, let it go, đấy. Rồi nào, chúng ta cùng let go được bạn ơi. Lên cấp à, ok, hiểu rồi. Nâng đủ sao sẽ lên cấp bạn ạ, mình nghĩ ở đây này. Đây. Ơ, mình không được chọn bạn ạ. Mẹ, mình không được chọn nhờ. Ấy à, khó quá nhờ. Rồi, à đi trước đây. Kịch hai cầu thủ luôn ạ, vãi nồi luôn, đấu kết mày nào. À dạ, ơ, không nên, mình cuối cùng sẽ hình như mình cuối cùng bạn ạ. À, mình cuối cùng này. Đâu, mình cuối cùng thì bận nhọa tết chứ lại. À không, chị đi tiếp à? Xây dựng tiếp, ok, đến lượt. À, mình cuối cùng thật đây. Ô mẹ, cày thế nhờ, mình cuối cùng. À, nhảy vào nhà tù quân đảo. Ăn kem rồi bạn ơi, sướng như. À, đấy là bờ lê cu bạn ạ, ok. 600 người mua tất quả đấy làm ca sĩ idol. Ôi, tôi xong rồi. Đâu, lão tôi dám làm mất tiền của anh mua lại bất động sản luôn này. Đấy, ôi à. Ôi trời, mới đầu rồi, nữa nữa ai mua mua tội thanh niên này. Chắc là sút gãy chân đối thủ nên là dính vào nhà tù quân đảo con ạ. Đấy. Nào, ok, đợi tí con đã ưng 1k luôn rồi đắt thế. Mình sẽ đổ con ạ, ước gì mình sẽ lướt qua được người ai đó để mình lấy tiền. Đấy, Huế à, ok Huế. Ui, Huế đắt phải cứt luôn ạ. Nhưng đắt người ta vào đây nó cũng đắt mà nạ, nên là mình sẽ mua đi. Vì đắt người ta vào đấy nó cũng đắt mà. Đấy. Ui, Hội An, cái tay à, không vào Huế kìa bà con ơi. Ui, giảm 5% phí xây dựng. À, cầu thủ ơi, có cái hố vàng vàng ấy. Ui, cơ hội. Cơ hội x2. À, x2 thuế. X2 thuế bạn ơi. À, vào thuế rồi. Lêu, mất thuế. Mất tiền thuế kìa. Rồi đấy là mình đổ quân ạ, ok. 6 cơ hội tiếp, tén, ok, let's go. Sao lại di chuyển tiêu đóng thuế thế kia, là ly me cày tê nhờ. Ui, tiền mặt của mình 2k lúc đầu ấy, của mình 6k quân ạ. Không sao, giữ lại 2k vừa quân ạ, đấy 6k giữ lại 2k vừa, ok. Ui, à hay thế nhở, ui đến Thái Bình, ui đến khu án, chị này là khu này của chị này rồi. Sao, ui trai vào nhà đó của mình nhỉ, cổ thật đấy. À vừa vào đã đến ô lễ hội, nhưng làm gì đã có nhà đâu mà lễ hội, làm gì đã có khu gì đâu mà làm lễ hội. Ôi thôi xong rồi, nhảy bố nhà tù cũng đảo rồi, xung quanh nhà tù còn có cá mập nữa. Ơi gọi là bạn tù là cá mập đấy, xéo vắt. Cắn phát, ui hay quá, thanh niên này nhảy vào Thanh Hóa mua luôn đồ của mình, ok. Tiền mặt chân là tiền mặt, thanh niên này là nhà xanh đúng không, tiền mặt, tiền mặt còn rất ít, được, tiền mặt còn rất ít bạn ạ. Mua phát nữa. Nhưng mà chạy qua đây là 1.000 tiền mặt luôn ạ, ok. Chưa đến lần mình nhỉ, mình sẽ sử dụng tiền chiều. Tiền là phận, là sức mật của lò xo, là nỗi lo của nhà tù đấy, mình sẽ sử dụng tiền chiều đấy. Đến nhà của mình rồi, ui lại mua bất động sản mình à? Không phải của mình, của chị xanh xanh kia. Thôi trả tiền đi, chứ còn mình không sống được lâu đâu. Ôi tiền mặt của mình 5k này, amazing, được. Trộm tiền vào đấy, trộm tiền luôn, ăn trộm tiền luôn, ok. Còn 3k,
Rồi, bây giờ mình đi qua người phát ăn chung cái tiền luôn nhá rồi. Úi giời ơi, còn đúng 500 tiền kìa. 4, ôi, ý bà nhảy vào Nha Trang Thanh Hóa. À Nha Trang mà nè, x2. Úi, đừng kì bà thế. Tức là khi chị này nhảy vào cái ô như này này. Ấy à, thuế, người thuế ơi. Nhảy vào ô như này này, sẽ mua một phát là hai ô được luôn. Nhưng sao. Rồi, anh em chuẩn bị nhảy một phát vào cái nhà Huế của mình này. Anh em chuẩn bị xem này. Này này này, mình nhảy một phát vào cái nhà. Ừ, chết rồi. Ây mẹ, mới trôm được có tí tiền mà hết sạch tiền được bạn. Ok, mẹ đi qua người xong rồi trôm được có tí tiền, hết sạch tiền. Có buồn, trôm được cũng tầm 600k. Mất 1 triệu 6 đấy, tức là mình lỗ 1 triệu, ok. Còn đỡ hơn là mình mất hết. Ái à, nay thì nhảy vào, ui nó mua luôn bất động sản mình ạ. Xanh, ui xanh thì mặt nhiều lắm bạn ạ. Ui ôi, ôi ôi, cái này căng quá bà con ơi. Xanh thì mặt mắt nhiều luôn, ok. Rồi mình hiểu rồi. Khi mua lại thì cái này nó sẽ đắt lên bạn ạ, ok. Được chưa? 3k, ui 3k đắt thế. Này, đang đo tính toán bạn ạ. Ok, 3k mua được. Ok, tí nữa mình nhảy qua đây mình sẽ được 3k tiếp này. Đấy. Ui, đến hộ hạ lợi. Ui ôi. Nào, 3k. Ui, hạ lợi 4k luôn ạ, à, vậy rồi. Nào. À, một người chơi. À, Giang Ngạo Nghỉ Dưỡng. À, và nhà tù ông sống với cái mập. Ok, ui. Tí nữa thì nhảy vào Hà Nội không vội được đâu bạn ạ. Ui, 6k tiền mặt kìa. À, thế. Nhiều thế nhở. Sao chả ai nhảy vào nhà của mình hết thế nhở. À, khu nghỉ dưỡng mình này, Pleiku này, Hải Phòng này, ui tính nhà trận này toàn mua lại bất động sản đấy các bạn. Ừ, căng ấy, căng quá rồi này, nhảy vào quần đảo chơi rồi. À bật à, mặt cười lên, à không không phải mặt cười đây đúng rồi đấy. Ai à, tí thì đến nhà Hà Nội 4k tiền, 4k tiền đấy, úi rồi luôn nha, ôi xin biểu tượng kìa. À, Hà Nội mà mình xây dựng được biểu tượng là ôi rồi luôn đây. À 2k6, 2k9, ơ có 400 rồi này. Mình vừa đi qua đây mình chôm tiền phát bạn ạ, mình vừa chôm tiền xong đấy. Quá là ngon. Ok luôn nào. Ơ sao lại nhảy vào Ninh Thuận kìa. Nhảy vào cho chị này hết sạch tiền đi. Mua lại tất cả bất động sản trong đến lúc xếp hết tiền và phá sản bạn ạ. Đấy. Rồi. Nào, năm mà đến Thái Bình mà. Amazing Thái Bình. Mình sẽ đi qua mấy người này để chôm hết tiền bạn ạ. Ồn, én, chôm tiền, ui, én, chôm ban, tiền sữa tủ luôn. Ồ, nhưng mà tiền mình vẫn giảm xuống ngột ngột bạn ạ. Hình như mình chôm cũng 1%, chán thua đi bạn ạ. Ui, trời ơi. Vâng, giờ khu này đầy nhà rồi, còn bên này với là gọi là nỗi khổ của mình này. Bên này không có một cái nhà nào là của mình luôn. Đấy, bây giờ nó mới là gọi là vấn đề. Đấy à, xanh là hết tiền mặt rồi nhá. Mà không biết là xanh là ai, ai cũng có và lá cầu thủ kìa. Ai mà ai cũng có áo cầu thủ kìa, ai cũng là cầu thủ này. Rồi, đám rồi xong, thua rồi. Thua rồi bạn ơi, thua rồi. Mê, thua rồi bà con ơi, nhảy vào 5k. Úi ôi, 5k các bạn ạ. Ừ, bỏ sao mình không trả hết được chứ nào. Giờ tài sản. Tài sản 16k, tiền mặt 10k, úi dồi. Ok, bạn này mình thua được bạn. Nha, nhiều khi bạn ơi, nhiều khi chui vào trong côn đảo ở một thời gian nó lại tốt bạn ạ. Đấy, thế là không bị dính vào nhà. Đấy, chỉ tôi là không đầu tư thôi. Đấy. Nào, 5 người luôn ạ. Ok, xúc sắc đôi, 55% chính xác. Rồi, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, giờ mình hiểu tại sao mà người ta nhấn nhanh chứ. Đây. Ơ mình không được nhấn ạ. À? À ok mình nhấn ạ. À? Mình hiểu tại sao mà người ta cứ kiểu như là người ta đứng ở vạch xuất phát. Mà tại sao người ta đứng ở vạch xuất phát, tại sao lại có nhiều tiền này, lại thêm tiền này. Hóa ra là bà con ơi. Hóa ra là chôm tiền của bạn ạ. Đấy, chôm tiền đấy. Chôm tiền của bạn ạ. Ok đến Vũng Tàu. Mình sẽ vượt qua tất cả các người này. Không cần làm gì mà vẫn có ăn. Mà cái này tức là tầm 100k đấy các bạn. Tầm 100k cũng không đáng bao nhiêu mấy. Ok. Rồi, nào, đi tiếp đi. Bèo đến Thái Bình bạn ạ. Ok, Thái Bình lại xây dựng tiếp. Tất nhiên là khởi đầu ai cũng xây dựng rồi. Ok, đến lượt ai đây. Ui, mình cũng đóng. Ui, xúc sắc xin. Wow. Chơi trò đen đỏ này mình cực yếu nhá. Đấy, lúc nào mình cũng chọn. Lúc nào mấy người này chọn đỏ là sao đỏ. Đen là sao đen. Đen là nói là đen. Đấy, nó là đen luôn. Còn mình nhá, đỏ.
Sao đỏ nó ra đen, sao đen ra đỏ. Úi trời ơi. Ôi em có con đảo ơi. Bị hai quá ngọt, đi qua đây chôm tiền. Úi trời ơi. 1k không phải ạ. À. Ok miễn phí tổ chức lễ hội. Nhưng mình làm gì đã có lễ hội đâu. À mình làm gì đã có khu kinh doanh đâu. Ôi 10 Huế à. Ok Huế. Chôm đi qua chôm 8 tiền con ạ. Chôm đúng 8 tiền thôi, không có thua con ạ. Bao giờ định thật giàu mà mình chôm phát được cái đống đấy. Ôi ơi, Sapa kìa, Sapa X2 đấy. Mình sẽ xây 3 cái nhà ở Đà Nẵng, Hội An và Huế các bạn ạ, để cho nó tăng phí tham quan. Ok, Black. Vâng. Nào chúng ta. Hay à, ui, xúc xắc zip kit để qua này căng này. Hay à, nhờ xúc xắc zip kit mà ra khỏi tù. À không, nhờ tiền các bạn ạ. Ôi ơi, màu xanh không. À không, nhờ xúc xắc zip kit mà ra khỏi tù. 1k37 này, 200 mà. Con nên mua không nhỉ? Liều chén nhiều, không liều chén ít. Tiền tệ, tiền khởi đầu có 1k thôi mà. Vì thế còn 600 là chưa, còn chưa đến một nửa đấy anh em. Bây giờ thấy chưa, mua lại bất động sản mình lại trả tiền cho mình này. Này, đấy lại trả tiền mình lên 1k tiếp này. Đấy, nhưng mà tí nữa vào đây nó mình vẫn phải mua lại bất động sản đấy. Nào. Ai à, đấy đấy. Trời ơi, à không, tiền bên này chứ không phải tiền mình đâu nhỉ? À đúng. Mình ở bên này, mình ở nhà mới nhỉ? Mình ở nhà màu vàng. Hay vào Huế. Huế. Ui giời ơi, nhưng mà lại mua lại bất động sản của mình rồi xong. Giờ ai nấy đều mua lại bất động sản của mình. Giờ không ai, không cái nào là bất động sản của mình hết rồi. Giờ mình phải đi tiếp. Ok, Hà Nội. Hà Nội chính là điểm đến của mình. Rồi 260 mua luôn. Sợ gì. Ok. Ui lại vào game. Quả này nghi hiếm nhá. Này chọn gì. Đỏ ra đỏ này. Đỏ này. Đấy vẫn chưa. Mấy người này chọn đỏ ra đỏ, đen ra đen. Mình chọn đỏ ra đen, đen ra đỏ. Ui giời, mình không có duyên với số cờ bạc bạn ạ. Ơi. Rồi đến là ấy à, đến Đà Nẵng à. Ok chị chạy qua chị này và gọi là ồ chưa đến lượt mình bạn ạ. Càng quay à. Rồi 9. Ui đến luôn game bạn ạ. Oh my god. Nào chí nào chơi, chí này chơi chắc chắn được tiền hết này. Ok nào chí chơi. Thua ai à, hay quá nhờ. Ok ô sợ thêm lượt kìa. Thua game sao lại thêm lượt là lý. Ok chết nhầm, không chơi tự động đâu. Đấy rồi, đến lượt mình. Chạy qua hết, trôm hết tiền này. Ok, 6, ô hay quá, chạy qua chị này trôm tiền. Nén, nén, đấy. Mua luôn, hết bất động sản của mình rồi. Giờ mình phải mua lại, bạn ạ. Mình bắt đầu, mua lên nhiều tí ấy. Úi giời, phi tham quan 95. Ôi giời, em mua vậy là bất động sản của mình rồi. Ào, thật đi, bà quân ạ. Giờ ai cũng mua lại bất động sản của mình là thế nào nhỉ? Mẹ đâu xem chị vừa đi mua lại bất động sản nữa. Ui tiền mặt có đúng 184 thôi ạ. Ơi ai đây. À con này dẫm vào nhà quay đó phá sản này. Đấy. Ok đâu, dẫm vào cái nhà này ai. Chị dẫm vào nhà này ai. Phá sản phát hết luôn. Đấy để cho em xây với. Ok Thanh Hóa này. Rồi Thanh Hóa xây dựng. Đó đến lượt ca sĩ Hàn Quốc đây. Ui đến lễ hội kìa. Mà như là ở đây mình có Hà Nội là tổ chức được lễ hội này. Rồi hai à, ai à, đúng như mình nói, Ninh Bình rồi. Vay tiền rồi, vay tiền này, nếu như có tiền thì vay được. Vâng, còn đúng 8 đô thôi à. Vâng, giờ gọi là hẹo đấy. Đến giờ hẹo đấy, ok. Bán nhà, chị này vừa bán nhà. Ôi giời ơi, phá sản. Vâng, phá sản rồi các bạn, không vay tiền đâu. Phá sản rồi, chị siêu người mẫu phá sản rồi. Ôi giời ơi, phá sản. Ơ, chưa phá sản, lại bán tiếp. À, đấy là vay, giờ mới bán bạn ạ, ok. Thì phải xây dựng nhiều một tí, mình có nhiều tiền nhưng mà ở đây người ta mua hết đấy rồi. Vâng, lì đi nhờ, 50 tiền mặt bạn ạ, ok. 60, đến là trên này lên Phú Quốc bạn ạ. Ơ mình đâu, mình ở lễ hội bạn ạ. Lễ hội, ok. Ủa thì chết rồi, đến 9 ở rồi, xong luôn. Nhảy luôn vào khu nghỉ dưỡng mà giờ mình đang có đâu có nhu cầu tắm mát đâu nhỉ. Mình có thể đi tắm sông được mà, đấy, mình có đi muốn đi biển rồi. Vui quá, ai à, nên thẻ cơ hội à. Bao nhiêu tiền đấy? Vẫn 50 tiền mà lại tài sản cả 400 thôi. Vâng, những người này xây dựng rất nhiều mà không để cho mình ngoài là xây luôn. Ôi trời ơi, nào. Đến Vũng Tàu à, ok. Ai à, căng quá bạn ơi. Sở hữu điểm du lịch, vâng. Ôi thôi xong rồi, mình lại Cần Thơ rồi, mình lại tự sát rồi, bóp giái rồi, mua lại Cần Thơ luôn. Cần Thơ từng là nhà của mình, nâng cấp Cần Thơ luôn cho nó chất bạn ạ, cho nó tăng lộ phí đấy. Ôi lại game. Mình tự tin vào khả năng chơi game mình, kiếm đồ đi ăn. Mình sẽ chọn đỏ. Đấy, bây giờ mình bảo là mình chọn đỏ ra đen mà. Vì thế mình chọn đen nó cũng ra đỏ nên thôi.
tiếp đó đi. À, vào Hà Nội không vội được đâu của mình. Tén đang vay tiền, tiền mặt có 500 rồi à. Úi, 580 luôn. Làm gì tiền đúng quá. Trời ơi, tiền lại về rồi. Thả có đi vào Hà Nội mình nâng cấp cho nó ngô quân nhà lầu chơi gì vậy. Ai à, lại vui quá. Ok. Rồi bây giờ mình phải mua tài sản bên nào mấy nha. Mình kiểu như là không phải là mình ít tài sản, mà do lúc đấy cậu mới biết làm sao. Tất cả mọi người cứ vào nhà của mình mua sạch bên nào. Bán mua lại bất động sản rồi. Khó chịu lắm. Cái này mấy cái đất này toàn là đất mua lại bất động sản rồi này. Ok, lại đến Ninh, Tây Ninh. Ok. Mấy em mất tiền nữa kìa. Mua lại luôn nè. Đây. Ok, biểu tượng à. Biểu tượng, xây dựng biểu tượng luôn cho chúng nó khỏi mua. Và lại tiền lại còn đắt hơn nữa đấy. Thiếu thôi rồi. Lưu lại 800 được. Đó. À, vì ở đây là ở đây cách to nhất là cũng tầm 550 đấy. Hoặc là Pleiku hoặc Meiting này là biết rồi đấy. Ok, đến Thái Bình. Ôi rồi. Chị này vừa mất tiền bởi mình tự nhiên lại vào đây mua lại. Ôi, mua lại bất động sản con này chết này. Con này một là không mua được, hai là hết tiền này. Hết tiền này. Đấy, hết tiền này bà con ơi. Mua lại bất động sản làm gì? À không, cứ mua đi chị ơi. Chị mua thế xong vào nhà của em một phát, chị phát sản là cái nhà đấy cũng tan biến mất đấy. Đây là cô để. Ôi à, lại nhảy vào Hà Nội cơ mày. Úi, 551 phí tham quan. Đừng mua lại. Tiền à, tiền nào cả 7. Mua lại chứ đinh được nhờ. Ok. À, xây dựng biểu tượng này bên ngay mà. Gọi là nâng cấp đồ vị trí xong rồi cái gì cảnh quan các kiểu quan ạ, tăng tiền trôm tiền luôn này. Ai à, căng quá nhờ, mua lại luôn này, nâng cấp khách sạn luôn này đấy. Vâng, còn 800 à, không lo mấy bạn. Vì mấy cái này là thường là nó dưới 500. Ai à, đang vay tiền phá sản bà con ơi. Màu xanh còn 730 tiền mặt. Vâng, màu xanh đến Thái Bình. Vâng, lại đầu tư tiếp bạn ạ, đầu tư tiếp này đấy. Rồi, đây, nhà mình có một cái biểu tượng rồi. Mình có bốn nhà xanh. Xanh là nguy, mình phải diệt trừ trước. Khả năng mình phải diệt trừ trước bạn ạ. Không là căng lắm. Xanh rồi là úi dồi ôi đấy. Đến Bình Dương bạn ạ. Ok. Chị này có 200 tiền mặt thôi à. Giờ mình đi qua mình trôm bao nhiêu tiền nhờ. Én mình trôm đúng 2.000. Ôi ôi, trôm đúng 2.000 bạn ạ. Nè, mình còn 900 tiền nữa kìa. Ô thôi chết rồi. Nhảy vào Pleiku hay quá. Cứ tưởng nó đắt, hóa ra nó cũng rẻ các bạn ạ. Mình sẽ phá cái hàng phòng ngự gì này, tức là nó nhảy vào đấy sẽ x2 tiền, sẽ phá nó đi để phòng tránh trường hợp nguy hiểm các bạn ạ. Ôi giời. Ôi tôi xong rồi, chỗ kia đắt nhất 700. Ôi giời ơi, xong rồi. Rồi xong rồi, mình mà dính vào cái kia là ôi giời ơi đấy. Đắt nhất 700 này. Không thể được. Không thể như vậy được bà con ạ. Không thể thua được. Vâng. Hay quá, đến Hải Phòng. Tí thì học mà đã không mua gì hết. Giờ không mua hết, còn 600 tiền. Học tránh trường hợp gọi là vào 400 kia mình còn sống. Đấy. Vâng. Giờ đến lượt chị này. Vâng. Chị nhảy phát vào Tây Ninh của mình. Không, Pleiku. Mua bất động sản. Mua lại bất động sản của mình. Mặc dù mình có thêm tiền, mình có một cam, mình an tâm hơn. Nhưng mà chỉ tội là mất luôn cái bất động sản của mình. Kệ. Chị này còn đúng 76 tiền mặt. Đấy. Mà con 76 tiền mặt thì hút rồi đấy. Rồi. Ờ thôi xong rồi, vào luôn nhà Huế rồi. Đang tê à, mua lại luôn để giữ lại 600, bởi vì đường này thì cùng lắm có 530 nên cũng không sao con ạ. Cùng lắm có 530 tính hết. Tính cả là một cháu rơi vào 530 đâu. Anh em cứ yên tâm cho mình, không phải phải lo đấy. Không bao giờ vào 530 đâu. Mà chỉ vào 550 của mình thôi. Đấy. Rồi, tính là Cần Thơ còn à không, Hà Nội của mình à. Ai à, vào Huế của mình này, trả tiền đi. Ai à, lại mua lại bất động sản của mình à. Ôi mình lại có 1k này, là lý. Vâng, mình có 8. Úi, xin lỗi. Ồ, trộm tiền nhưng anh nộp thuế bạn ạ. Ok, nộp thuế. Mình có skill giảm 55% tiền thuế. Không sao, Đà Lạt có 46 ạ. Ok, mua luôn này, nâng cấp biểu tượng luôn này. Vâng. Bến xe. Ui, chị này có riêng bến xe đấy. Vâng, đến lượt kéo xanh nhảy Cà Mau. Vâng. Bọn này căng quá các bạn ơi, mình xây biệt thự dinh hoa đài của Nhật Bản này mà không ai vào nhờ. Nè. Ôi, nhảy vào ô xanh rồi. Rồi, bốc xít rồi. Cứ đúng 40.000 thôi nhưng mà không sao. Bởi vì khu này nó không mua được bạn ạ. Thật đấy. Vâng, đến đâu ấy? Ai à, sao chị kia chị ấy nhảy vào cái nhà xanh kia? Là lý, không biết cái nhà đấy là cái tội trôm tiền. À không, mình không trôm tiền người khác thì mình không nhảy vào nhà tù quân đảo.
ấy game mà rất là bưởi á. Mình đi chuông tiền người khác nhưng mà mình lại không bị nhảy vào nhà tù côn đảo bạn ạ. Mình có nên mua lại không nhỉ? Thì mua lại đi, đằng nào nhảy vào một chỗ đằng nào chết phát luôn. Rồi liệu tự nhiên từ một người gọi là ôi nhảy vào kia phát ui 600 phí tham quan rồi, mình phải cố gắng bạn ạ, mình phải gọi xúc sắc theo kiểu may rủi bạn ạ. Tức là nó ý muốn nói là cuộc đời này nó may rủi bạn ạ. Ô 12 hay 12 Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, ai trời ơi, cảm ơn Hà Nội đấy. Là nhà khác thì ôi trời ơi, có 95 rồi à. Ok 95 thì mình có thêm tiền rồi, không sao, 95 thì không sao, tất nhiên là không mua rồi, hết tiền rồi đấy. Thằng nào nãy mình đi qua kia dẫm với cái gì hết tiền luôn. Ui, tính ra giờ người ta không ai dẫm vào nhà của ai luôn ý. Thật đấy. Vâng, đóng, di chuyển tiêu tại trước lễ hội. Ui, ăn hên thế nhở. Vâng, chuyện này nãy gọi là nhảy vào nhà xanh nên là hết tiền luôn rồi. Xanh lá, rồi, quả này căng rồi, tiền mặt mình thấp rồi. Mình sẽ cố gắng làm sao mà nó gọi là mất ít tiền mặt nhất. Đấy. Là sao nào? 10, ui đến hội ăn bạn ạ rồi. Giờ đến con quay xúc sắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi uốn của mình đây. Liệu mình có dẫn vào nhà nào không? Hay Hải Phong, Hải Phong nó cứ mình. Vâng, tất nhiên là không mua rồi, hết tiền rồi, làm sao mua được đấy. May ra thì mình nhảy vào cái chỗ 80 này mình còn sống này đấy, mình hiểu chưa? Ôi giời ơi, như tiền của mình à, không có tiền nhà xanh à. Ui mình thấy rất kỳ lạ nhá, chị áo xanh nước biển, bên xanh nước biển lại bố thí cho xanh lá cây như đang cấu kết với nhau đấy rồi bạn, để chống lại mình rồi, càng quá bạn ơi. Vâng, ui cơ hội quá hên nào. Ok sử dụng. Ấy à, xanh nước biển à, nãy là mình hay bị vướng ở cái chỗ này này này, đập một phát ở giữa Thái Bình này, chéo sao mình ấn ở Thái Bình mà Ninh Bình lại bị đấy. Rồi bây giờ ok được rồi. Hay Cần Thơi, Cần Thơi quá hay, đem lại tiền mặt cho mình rồi. Và ôi nhảy ấy à, cái tội gọi là xây nhiều nhà không đi chôm tiền của người khác, thế là đi vào nhà tù côn đảo bạn ạ. Đi qua mình lướt qua đời nhau để làm nhau đâu, 400 đắt thế. Vâng, để có 300 tiền mặt mình chôm chắc chưa được 1.000 đấy. Và ui Đà Lạt ơi, trời ơi giờ nó mới kiếm lại lời cho mình bạn ạ. Ôi à, ôi như chị này có cái đách gì sao mà tự nhiên nó cứ vào nhà à, không chắc là đút lót đấy, nhà tù rất cần tiền đấy, nhà tù côn đảo. Ok rồi, đấy là mình sẽ phá một cái chỗ nào đó, mặc dù ôi vào game thôi, game này mình nghi ngờ lắm. Mình nãy mình chọn đỏ không đúng, giờ mình chọn đen đúng này đấy anh em nhá. Giờ chọn đỏ này vào qua này, đỏ này đấy anh em chưa nào, đen này đó. 800 vàng luôn lần đầu tiên. Dung A3 gọi là chơi kiếp đỏ đen mà lại thắng đấy. Bởi vì là một lần mình chơi cờ bạc kém. Ui. Những người không đi trộm tiền thì lại đi vào nhà tù côn đảo. Mình trộm tiền, ăn trộm tiền thì lại không phải sẽ là vào nhà tù côn đảo con ạ. Ok. Cuộc sống thật là thôi xong rồi, mình vừa nói xong nhảy bố nhà tù côn đảo rồi. Amazing. Không kệ đi. Ơi. Ui xuất sắc đôi bạn ạ. Ây à, vào đấy luôn ạ. Vâng, chị này tài sản còn thấp, tiền mặt cũng còn thấp nốt. Ôi giời, nhảy vào đây thì thấp nốt rồi. Thôi đang vay tiền rồi bạn. Đấy đấy là cái tuổi gọi là nhảy vào nhà địch cho địch tiền đấy. Ôi giời ơi, hết tiền rồi. Hay quá bạn ơi. Mình vẫn còn sống bạn ạ. Ôi giời, nhảy chị này áo xanh này rất là căng. Ok thôi mình phải trả tiền nữa bạn, chứ còn lâu mình chơi xúc sắc mình mới thắng bạn ạ. Hay quá, nhảy vào nhà này. Ok 100 mình mua luôn, còn 3 lượt nữa. 3 lượt nữa là sẽ kết thúc trò chơi này, xem tiền mặt và tài sản ai cao hơn, thì tài sản của mình có lẽ là thấp hơn chị xanh tí. Rồi rồi, phá sản rồi. Rồi rồi, tiền của mình hết. Ui ôi 2k. Ui, gần 2k, 3k8. Ok có vẻ ôi cả mà không phải. Chết rồi, cả mau của chị này. Đừng nhảy vào ô nào của chị. Ô Sapa của mình. Quá ngon, Sapa của mình. Ok, nó tính cả tài sản lẫn tiền mặt mà, nên mình cứ nâng cấp đi, nhỡ may nhảy vào thì là hay đấy. Vâng, Sài Gòn, hay quá bà con ơi. Đến chị này, mình còn là 3 lượt nữa. Ôi, sao mình đổ liên tục này. Ok, mình sẽ lấy tiền bạn ạ. Ôi, Thái Bình, nhân phẩm bạn ạ. Ui, chôm tiền luôn kìa. Ok, mua luôn. Cũng chả sao mấy con ạ, bởi vì tiền, ui, tài sản mình 4k cơ mà. Vâng, ui, trận chiến rất là căng thẳng bạn ạ. Mình còn 2 lượt nữa, trò chơi sẽ kết thúc. No, Ninh Thuận của mình. Hey, Ninh Thuận ơi.
quá hay luôn, vì nó tính cả tiền mặt lẫn ấy mà, nên mình cứ xây dựng biểu tượng là khéo nó lại mấy trình đấy bà con ạ. Ui Sara ơi, hay quá rồi, hết tiền mặt rồi bà con ơi, giờ mình còn đúng lượt nữa là mình thắng. Ui, vào luôn Sapa rồi, hết lượt chơi rồi, và mình thắng, tiền mặt tài sản của mình đều cao hơn đấy. Bây giờ 3k tiền mặt và 5k tài sản, tổng là 8k con ạ. Đấy, kiểu nó cuối cùng sẽ tính tổng ấy đấy. Thì như vậy là bây giờ hôm nay gọi là mình gọi là đã chơi cờ tỷ phú với gọi là kỹ năng ăn trộm nhưng lại không vào nhà tù các bạn ạ. Mình thì bất công, ông người không ăn trộm thì lại vào nhà tù, còn mình ăn trộm không sao, mặc dù vào nhà tù một lần nhưng mình có tiền đấy. Nhưng thôi, chắc là video này của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu có ai comment cho mình một like xem đăng ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.